Rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay vẫn lập kế hoạch, nhưng mà tự chung là do chúng ta không có phương pháp lập kế hoạch. Hiện nay các mục tiêu ưu tiên không được xác lập một cách rõ ràng, bởi vì chúng ta không biết cái phương pháp để xác định mục tiêu ưu tiên của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có cả ngàn mục tiêu, nhưng mục tiêu nào là mục tiêu ưu tiên? Rồi mục tiêu đó có xứng đáng để chúng ta theo đuổi hay không? Rồi mục tiêu có khả thi hay không? Nói chung chúng ta không có phương pháp. Rồi chúng ta không có bộ chỉ số sức khỏe để biết là mục tiêu nào là quan trọng, để đo lường vấn đề tồn động hiện nay là gì. Phòng tài chính kế toán có bộ chỉ số sức khỏe của tài chính, phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng sản xuất, phòng R&D. Nói chung là mỗi phòng ban phải có một bộ chỉ số sức khỏe để chúng ta biết được là vấn đề tồn động của từng phòng ban là gì. Chúng ta phải giải quyết vấn đề tồn động đó một cách rõ ràng trong kế hoạch. Rồi chúng ta phải kết nối với nhau các mục tiêu từ công ty xuống phòng ban xuống nhân viên, nó phải được liên kết. Đó là một cái rủi ro cũng như là một cái điều mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa làm được. Rồi cái giải pháp nào để đạt mục tiêu đó? Có nghĩa là có công cụ OCSM được ứng dụng ra sao? Rồi liên gì với ngân sách? Hiện nay các phòng ban cũng chưa làm được kế hoạch ngân sách. Nói chung tóm lại là chúng ta thiếu công cụ. Nếu mà các anh chị có một công cụ AOP cụ thể thì không lý do gì chúng ta không hoàn thành được mục tiêu một cách rõ ràng, bởi vì nó có một công cụ kết nối với nhau một cách rất đồng bộ.